giá Honda Vision lao dốc còn hơn 28 triệu đồng. Bước sang tháng 9, giá các phiên bản của Honda Vision tiếp tục ghi nhận mức giảm sâu gần bằng giá niêm yết. Theo đó, Honda Vision 2022 được các đại lý bán ra với mức giá 30,3 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn, bản cao cấp có giá 32 triệu đồng, bản đặc biệt giá 33,3 triệu đồng và 34,8 triệu đồng đối với bản cá tính. Như vậy, nếu tính thêm chi phí ra biển và giấy tờ cho xe, giá Honda Vision 2022 hiện dao động từ 38,7 triệu đến 44,9 triệu đồng. Không chỉ giảm giá sâu, nhiều đại lý còn mạnh tay ưu đãi 2 triệu đồng cho khách mua Vision trong tháng 9. Sau khi cộng dồn các ưu đãi, giá Honda Vision 2022 chỉ còn từ 28,3 triệu đồng. Nguồn cung linh kiện được giải quyết, tình trạng khan hàng không còn xảy ra tại các đại lý. Vì thế, giá xe Honda Vision nhanh chóng hạ nhiệt. Nhiều đại lý cho biết, với mức giá thấp như hiện nay, doanh số mẫu xe tay gà quốc dân hứa hẹn bứt phá trong thời gian tới.